Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Nhân Tướng Học của kênh Phong Thủy Gia Cát trực thuộc Công ty Kiến trúc Phong Thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đều gắn liền với một số phận, có người sự nghiệp thành công, cuộc sống sung sướng nhàn hạ, nhưng cũng có những người số phận cực khổ, nhẫn nhịn, cam chịu, lận đận với sự nghiệp gia đình, tình duyên. Và đấy người ta gọi là số mệnh. Qua nhân tướng học của người xưa thì có thể nhận xét được số phận của một con người qua hình dáng bên ngoài của họ. Cụ thể, ông cha ta đã có quan niệm về tướng tay và nó sẽ toát lên được số phận của người đó. Trong phần tiếp theo của chương trình tìm hiểu về nhân tướng học ngày hôm nay, tôi sẽ cùng quý anh chị đi tìm hiểu cách phân biệt tướng cổ tay mang lại tài lộc sức khỏe cho mệnh chủ. Đường vân cổ tay đầu tiên, ai ai cũng sẽ có đường vân này và nó tượng trưng cho sức khỏe, sự trường thọ của một người. Nếu đường rõ ràng, dài thẳng thì bạn là người có sức khỏe tốt. Đối với phụ nữ, nếu đường này có xu hướng cong vào phía lòng bàn tay hoặc đứt gãy, không rõ nét thì đó là dấu hiệu cảnh báo về các vấn đề phụ khoa như khó thụ thai, kinh nguyệt không đều. Đối với nam giới, đây là dấu hiệu về bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt hay các vấn đề sinh sản. Đường vân cổ tay thứ hai, nếu đường vân thứ nhất tượng trưng cho sự trường thọ thì đường vân thứ hai lại nói lên sự may mắn, giàu sang của một người. Nếu đường này đậm nét, dài và liền mạch, bạn là người thường xuyên gặp may mắn trong cuộc sống. Trong tương lai, bạn là người giàu hoặc nếu không thì cũng có cuộc sống sung túc khá giả, tiền tiêu không thiếu. Ngược lại, nếu đường thứ hai mờ nhạt đứt đoạn giữa chừng thì chứng tỏ bạn thường xuyên gặp vận xui trong cuộc sống. Cuộc sống của bạn khá khó khăn, luôn thiếu trước hụt sau. Nếu đường cổ tay thứ hai xoắn vào nhau như mắt xích thì bạn chính là một con ong chăm chỉ. Bạn luôn tâm niệm rằng có công mài sắt có ngày nêm kim. Vì vậy, khi được giao công việc, dù có khó tới đâu thì bạn luôn phải cố gắng hoàn thành tốt. Tuy nhiên thì bạn cũng là người thường lo nghĩ nhiều. Đường vân cổ tay thứ ba, đây là đường vân đại diện cho công danh sự nghiệp nhưng không phải ai cũng sở hữu đường vân tay này. Vì vậy, những người sở hữu đường vân thứ ba thường gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Không chỉ vậy, bạn còn có một tầm ảnh hưởng nhất định đối với những người xung quanh và có chút tiếng tăm trong xã hội. Nếu đường vân thứ ba rõ nét, sự nghiệp của bạn có nhiều khả năng sẽ càng ngày càng lên cao, cán đích viên mãn. Đường vân càng liền mạch bao nhiêu thì khả năng giàu có và thành công càng cao. Ngược lại, nếu đường vân tay thứ ba bị đứt đoạn, bạn sẽ gặp nhiều sóng gió trong sự nghiệp. Tuy nhiên với sức bền bỉ, chuyên cần, bạn có thể hóa giải tất cả và có hậu vận khá tốt. Đường vân cổ tay thứ tư. Đường vân cổ tay thứ tư thì rất hiếm người có và nó tượng trưng cho cuộc sống hoàn mỹ, vẹn toàn. Nếu ai may mắn sở hữu đường vân thứ tư dài, rõ nét thì cuộc sống của họ sẽ rất hạnh phúc, có tiền tài, gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ trong đời. Ngoài ra, nếu như bàn tay của bạn có được những đặc điểm sau đây trên bàn tay thì sẽ có được tài lộc, sức khỏe, công danh, sự nghiệp. Bàn tay có khe hở giữa ngón trỏ và ngón giữa. Trong nhân tướng học có nói bàn tay có nhiều khe hở giữa các ngón tay là không biết giữ tiền. Xong, nếu chỉ có khe hở giữa ngón trỏ và ngón giữa thì lại là câu chuyện khác. Người phụ nữ nào có bàn tay như thế là người có vận mệnh tốt, cả đời gặp được nhiều may mắn, có nhiều tiền. Những người này thường không quan trọng tiền bạc nhưng lại kiếm được nhiều tiền, họ cẩn thận, chu đáo và luôn được người khác tín nhiệm. Hậu vận, những người có bàn tay này không lo lắng về vật chất, ngược lại còn được tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý. Ba đường chỉ tay tạo thế chữ M. Theo nhân tướng học, người có đường chỉ tay hình chữ M là người có tướng lãnh đạo với tài năng thiên bẩm, có thể gây dựng được sự nghiệp lớn. Không những thế, còn là người giỏi giao tiếp, luôn trượng nghĩa, nhiệt tình, giúp đỡ mọi người xung quanh và là đối tác đáng tin cậy trong bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào. Đường bàn tay chữ M thực tế được hình thành từ các đường chỉ tay tam đạo, sinh đạo và trí đạo. Các chuyên gia nhân tướng học cho biết rằng số lượng người có đường chỉ tay này rất hiếm có, vì thế họ là những người đặc biệt có tài năng nhất định. Các đường chỉ tay cơ bản trên bàn tay thường có 3 đường chính, đó là đường tâm đạo, sinh đạo và đường trí đạo. Đường này biểu hiện cho tình yêu, tình duyên, sinh mệnh và trí tuệ của mỗi người. Đường sinh đạo hay còn gọi là đường đời, thường đường chỉ tay dài nhất, thường dùng để đoán sinh lão bệnh tử của mỗi người. Các nhà nhân tướng học thường dựa vào độ dài ngắn của đường này để tiên đoán về số mệnh thọ hay yểu của mỗi người.
Nếu đường sinh đạo bị cắt đứt nhiều đoạn hay có nhiều đường chỉ nhỏ cắt ngang là biểu hiện của người có vấn đề về sức khỏe, chủ yếu là do hệ tiêu hóa không tốt. Nếu đường sinh đạo bắt đầu từ ngón tay trỏ là người có bản tính kiêu căng tự phụ, thường có nhiều mưu kế để đạt được tham vọng riêng của mình. Còn nếu đường sinh đạo bắt đầu từ dưới ngón tay trỏ thì là người nhân hậu ôn hòa và khá tự ti về bản thân, thường có cuộc sống yên bình, không bon chen cạnh tranh. Nếu đường sinh đạo kết thúc ở cổ tay là người thích mạo hiểm phiêu lưu, thích những trò chơi hay những hoạt động mang tính rủi ro cao. Những người này thường không có cuộc sống dư giả, hậu vận bi đát. Nếu trên đường sinh đạo có dấu hiệu đặc biệt như ngôi sao hay chữ thập thì báo hiệu sẽ có tai ương khủng khiếp nên cẩn thận đề phòng. Đường chí đạo, đây là một trong ba đường chỉ tái cơ bản, thường gọi là đường trí tuệ, thể hiện học vấn tư tưởng của mỗi người. Đối với những người thuận tay phải thì xem đường trí tuệ chính xác nhất là ở bàn tay trái và ngược lại. Nếu đường trí tuệ dài, sâu và rõ ràng thì là người thông minh, có tính trung thực, biết suy nghĩ kỹ càng trước khi bắt đầu công việc. Còn nếu là đường nông và rộng, cạn thì người thiếu tự tin, tính tình lại hay hấp tấp nên làm việc thường hay thất bại. Nếu đường trí đạo và đường sinh đạo cùng xuất phát ở một điểm và kéo dài thì thường là người nhút nhát, không làm được những việc to hơn, trí tuệ không cao, phán đoán chậm chạp. Đường trí tuệ mà bị đứt nhiều nơi thì chứng tỏ người đó kém thông minh, thường hay có bệnh tật, tinh thần kém, nên khi về già thường hay có chứng mất trí nhớ hoặc lãng trí. Đường tâm đạo. Thông thường đường tâm đạo xuất phát ở gốc ngón tay út và kéo dài về hướng ngón tay trỏ. Đường tâm đạo chủ về phúc đức của hiện tại, tương lai và quá khứ. Nếu đường tâm đạo tốt thì phải không quá rộng cũng không quá hẹp, có sắc hồng. Đường tâm đạo sâu, ngoằn ngoèo thì là người có tính bất nhất trước sau mâu thuẫn, say mê dục vọng. Nếu có thêm hình ngôi sao hay tam giác thì là người đa tình, thay người yêu như thay áo, nên cuối đời sẽ phải trả giá. Trên đây là ba đường chỉ tay cơ bản mà mỗi người thường có, hoặc với những người có bản tay hình chữ nhất thì thường đường tâm đạo và đường trí đạo sẽ gộp là một. Lòng bàn tay quá to so với tỷ lệ cơ thể. Loại bàn tay này khá hiếm gặp, đây là những người tùy chiều cao không đáng kể, nhưng lòng bàn tay lại to, rộng. Tử vi phong thủy gọi đó là có tướng tay này là hốt tiền, tài trí hơn người, mưu lược quyết đoán, tuổi trẻ kiếm được nhiều, nhưng tiêu nhiều nên kinh tế chưa vững chắc. Song khi bước qua tuổi 35, họ thích hợp với những vị trí công việc cấp cao, đòi hỏi kỹ năng sống và năng lực đặc biệt. Thường thì sẽ chẳng mấy bận tâm về tiền tài, qua tuổi ngũ tuần tiền tài lúc nào cũng dư giả, tiền vận và hậu vận đều an nhàn. Sau khi kết hợp với tử vi năm Canh Tý 2020, phong thủy gia cát sẽ giúp anh chị tổng hợp ra những con giáp khi có đặc điểm trên, vận trình trong năm 2020 Canh Tý sẽ có được nhiều thành tựu, tài lộc viên mãn, gia đạo an khang. Mệnh chủ tuổi Thìn. Vượt qua năm Phạm Thái Tuế 2019, cuộc sống của con giáp này sẽ có nhiều biến động sau những khó khăn vất vả mà trước đó bạn phải chịu đựng. Tuổi Thìn năm 2020 được các tinh vây quanh, tuy nhiên để nói là qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai thì còn phải xem xét liệu những kế hoạch của bạn có được chuẩn bị kỹ càng và được thực hiện thành công hay không. Bởi lẽ ngoài các tinh thì vẫn có hung tinh đeo bám, ba sao xấu này sẽ cản trở bạn khá nhiều trên con đường mình đã chọn. Trong năm Canh Tý, Thái Tuế, Tý Thủy và Thìn Thổ hợp thành quan hệ bán hợp thủy cục, giúp tăng tiến tài lộc. Trong năm 2020, con giáp này sẽ có nhân duyên khá vượng, mọi chuyện nhờ thế mà cũng được xử lý nhanh chóng thuận lợi. Đường tài lộc vượng sắc có lợi cho các dự án hợp tác kinh doanh, marketing, bán hàng, thành tích đạt được sẽ tăng vọt, tạo mức thu nhập ổn định, không ngừng tăng tiến cho con giáp này. Trong cuộc sống thì bản mệnh cần phải biết cách hưởng thụ. Điềm báo tử vi cho thấy vận trình tình cảm của con giáp này khá ổn định, mặc dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn vất vả, công việc căng thẳng và nhiều áp lực cả về thể chất và tinh thần. Xét từ góc độ ngũ hành thì tuổi Thìn thích hợp làm những ngành nghề liên quan đến ngũ hành kim và thủy sẽ giúp cho bản mệnh bộc lộ được hết tài năng của mình, dùng tài năng để đổi lấy tiền bạc về tay. Những chú rồng cũng đừng quên rằng trong năm vẫn có điểm báo xung sát, cần lưu ý không nên đắc tội với người khác, dễ vướng vào họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí kiện cáo ra vào tòa án cũng dễ bị phá tài háo lộc. Trong một số trường hợp đặc biệt thì con giáp này có thể bị thương tích trên người nên phòng tránh tai họa bất ngờ do đồ kim loại hay là vật sắc nhọn gây ra.
trong năm Thái Tuế Tý Thủy nên lưu ý hạn chế đi đến những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối hoặc những nơi tối tăm sát khí nhiều mà dương khí cạn để không gặp chuyện chẳng lành. Trong năm thì mệnh chủ cần mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế năm 2020 để đón được những cát lành may mắn cũng như hóa giải những hung họa do Thái Tuế gây ra cho mình. Tuổi Tỵ. Năm 2020, tuổi Tỵ phần nào chịu ảnh hưởng của Thái Tuế ngũ hành xung khắc nên phải gánh trên vai khá nhiều áp lực, nhất là về kinh tế. Bản mệnh có thể bị chèn ép và hạn chế rất nhiều, có cơ hội nhưng khó bề nắm bắt, sự nghiệp cũng không được như ý. Trong năm Canh Tý, Tuế Can Canh Thổ lộ xuất chính tài, Thái Tuế Tý Thủy gặp chính quan tinh, Tý Thủy và Tỵ Hỏa xung đột mạnh, về phần vận khí sẽ đẩy nhiều khó khăn về phía những chú rắn. Để mọi việc được viên mãn, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế. Thời gian này thì bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận với tài lộc, thường là những mối buôn bán nhỏ lẻ hay việc làm tăng thêm thu nhập. Tài lộc tuy nhỏ nhưng tích tiểu thành đại. Có điều, may mắn thường như cát trượt qua tay, khó lòng nắm giữ. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này không được cấp trên ưu ái phát triển năng lực của mình. Bản mệnh muốn thể hiện bản thân nhưng không được trao cho cơ hội. Ngoài mặt không phải chịu áp lực gì, nhưng với con giáp này lại là áp lực vô hình khi mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ. Tuổi Tỵ thường lo sợ việc mình trở nên vô hình trong mắt người khác, luôn nỗ lực để gây ấn tượng và xây dựng chỗ đứng cho bản thân. Tuy nhiên, điều này sẽ mang tới nhiều sự bất mãn cho bản mệnh trong năm 2020. Đòi hỏi phải bình tĩnh và giữ cho đầu óc sáng suốt, tìm cơ hội chính xác để chuyển mình đổi vận. Thái Tuế năm 2020 cũng mang theo không ít hung tinh gây xung sát cho tuổi Dần, chủ yếu gây họa tán tài hao lộc và mất đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình, lục đục nội bộ. Ngoài ra, những người cầm tinh con giáp này cần nhớ kỹ, năm Canh Tý chớ nên chủ quan tham gia đầu tư mạo hiểm hay cờ bạc đỏ đen. Thái Tuế ngự tại chính quan cho thấy sự hiện diện của chính nghĩa cũng là đại diện của pháp luật. Đi trái với vận mệnh mà làm trái sát luật thì chắc chắn sẽ chịu hậu quả nặng nề, không chỉ mất tiền mất của mà còn có nguy cơ vướng vào vòng lao lý. Năm Tý Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực, bất cẩn trong suy nghĩ và hành động do bị hỏa khắc chế, có thể sẽ gây ra áp lực lớn về tinh thần hay gây ra vết thương ngoài da. Tim mạch không được tốt cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con giáp này. Bản mệnh dễ nổi nóng bốc đồng mà chịu thiệt nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Con giáp này đang nỗ lực hết sức để gây dựng chỗ đứng cho bản thân nhưng đôi khi lại thấy chán nản, bất mãn khi mà cố gắng của mình không được thừa nhận mà mắc phải sai lầm đáng tiếc. Để bổ trợ cho thân mệnh gia chủ kích tài nạp phúc, gia trì công đức tịnh hóa nghiệp lực cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Tuổi Sửu. Mệnh chủ tuổi Sửu và năm Canh Tý có Thái Tuế tương trợ, sự nghiệp ổn định thăng tiến. Trong năm Canh Tý, sự nghiệp là trọng tâm của năm, dễ dàng có được quý nhân phù trợ, nhưng đừng hấp tấp ham cái thành công trước mắt, nếu không rất dễ thất bại. Vào năm Canh Tý này, đối với những mệnh chủ còn đang trong vận mệnh học hành sẽ không lý tưởng, học sinh tâm trí hỗn loạn, ham chơi, sao nhãng học hành, cần người đốc thúc kịp thời. Cùng với đó, con đường sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu cũng sẽ có những trắc trở nho nhỏ do hung thần thiên không gây ra, khiến cho mệnh chủ sẽ có lúc định hướng không thật sự rõ ràng, dễ bị tiểu nhân ám toán dẫn tới thất bại trong gang tấc. Về sự nghiệp của tuổi Sửu, trong năm Canh Kim lộ xuất thương quan, Tý Thủy tọa thứ tài, trong năm nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao, sự thành công cũng theo đó mà tới, các dự án sẽ tự tìm đến tận nơi. Vậy nên, đừng quên mang theo bên mình kim bài Thái Tuế năm 2020 để được may mắn bình an. Năm nay thì tuổi Sửu cần tập trung cụ thể vào một số hạng mục nhất định, mà ở đây thì các dự án thủy lợi, thủy sản, ẩm thực sẽ có lợi hơn cả. Hợp tác để làm ăn sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được mục tiêu của mình. Bạn dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau sau một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu nói về chuyện thăng tiến thì năm Canh Tý này, tuổi Sửu không có tín hiệu rõ rệt về việc tăng chức. Tuế Can lộ xuất thương quan tinh, tượng trưng cho sự kích động xung đột với cấp trên. Vì thế, nếu bạn muốn đạt được chức vị cao hơn thì khá khó, trừ khi có được thành tích làm việc cực xuất sắc, đó sẽ là tấm bằng để bạn tiến lên. Một số ít người tuổi Sửu vẫn có cơ may thăng chức, song cũng không quá lớn, gần như thay đổi chức vụ vị trí làm việc mà thôi. Vậy nên, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu.
Trên đây là những đặc điểm tốt gắn với số mệnh người phụ nữ mà người xưa đã đúc kết lại và truyền thành kinh nghiệm nhìn người đoán vận mệnh, sang hèn, số vận của một con người. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên biết rằng tướng do tâm sinh, tức tướng mạo của một người tùy theo tâm của bản thân người đó là thiện hay ác sẽ có những biến hóa nhất định cho phù hợp. Cho nên dù ai sở hữu tướng không thực sự may mắn thì cũng không nên quá lo lắng. Số mệnh của mỗi con người đều nằm trong chính bản thân ta quyết định. Hãy chủ động hoán đổi số mệnh bằng những việc làm và cái nhìn tích cực để gặt hái được kết quả tốt. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề tránh cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.